Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Sóc Cò TV. Hôm nay Sóc Cò TV muốn chia sẻ cho các bạn một dòng lan rất là đẹp và lần đầu tiên được xuất hiện trên kênh. Mặt bông của em đang ở tại vườn. Đây chính là mặt bông của em này. Em này có tên đó chính là cây mặt trời Bangkok, hay thường gọi là Bangkok Sunset, do người Thái Lan lai tạo ra. Em này là thuộc bộ dòng đơn thân dễ gió, giống như là đay châu, hoàng nhạn hay là những dòng như là vanda vậy, vô cùng là dễ trồng. Và đặc biệt đó chính là em ấy ra bông quanh năm suốt tháng, hương rất là thơm, cực kỳ là thơm. Gam màu các bạn chủ yếu là chơi lan thì chủ yếu là màu chủ đạo vẫn là màu gì, màu trắng, màu vàng, màu tím và màu hồng là chủ đạo chính của dòng phong lan. Riêng cái cây màu mà màu đỏ pha lẫn một chút xíu về màu cam, hay gọi là đỏ cam, thì là rất là hiếm, cực kỳ là hiếm. Đây chính là cây mặt trời Bangkok do người Thái Lan lai tạo ra. Thì cây giống mà mình muốn chia sẻ cho các bạn là những cây giống như thế này. Cây này là cây không phải là nhập khẩu các bạn nhé. Cây này là cây trồng tại Việt Nam mà năm này năm thứ 3 rồi. Năm này năm thứ 3 rồi trồng tại Việt Nam nhé. Cây rất là khỏe mạnh, nhiều rễ xanh và được thuần, đặc biệt đó chính là bằng than. Rất là đơn giản, về các bạn có thể để nguyên thế này, các bạn móc dây kẽm vào, các bạn treo lên để dưới một lớp lưới giữ ẩm thì cây sẽ ra bông mà thôi. Tất cả những em này là đều đến tuổi trưởng thành, cây ít nhất cũng phải được là 6 đến 7 cặp lá. Và đặc biệt đó chính là có một cái màu gam, màu rất là đẹp. Rất đẹp. Chơi bông được khoảng 15 ngày đổ lại. Và đặc biệt là ra bông quanh năm suốt tháng. Cây giống mình sẽ chia sẻ cho các bạn là những cây như thế này. Về cái cách trồng ấy, thì rất là đơn giản, các bạn về để nguyên như thế này. Các bạn đặt sang một chậu đất lung, chèn thêm khoảng được 4-5 miếng than nữa. Dòng này không cần phải nhiều, các bạn cho rễ thoáng thôi thì rễ của em đi rất là mạnh. Đừng cho nhiều nhé, cho ít thôi, 4-5 miếng than mà thôi. Và treo dưới một lớp lưới, nó sẽ ra bông quanh năm suốt tháng và đặc biệt là màu rất là đẹp. Cây giống là thường thường là được 6 đến 7 cặp lá, dòng này dòng lá xếp. Mình chia sẻ thêm cho các bạn biết chút xíu về thông tin này nữa. Các bạn có biết cái cây ngọc điểm hồng gấm không? Cái cây đấy rất là nổi tiếng đúng không? Nhưng mà chắc ít người biết cây ngọc điểm hồng gấm đó chính là cái cây con của cái cây này. Ngọc điểm hồng gấm là được lai tạo giữa cây mặt trời Bangkok và cây đai châu ra được cái cây ngọc điểm hồng gấm. Nên vì vậy mà các bạn biết rằng là ngọc điểm hồng gấm cũng chỉ là một đứa con thôi, được lai tạo vẻ đẹp từ cái cây mặt trời Bangkok rất là đẹp. Rất đẹp, hương thơm. Thì cây giống là mình đang chia sẻ cho các bạn là một chậu như này với giá là 150.000 một chậu. Các bạn mua 5 cây. Các bạn không cần phải mua nhất thiết là 5 cây này, các bạn có thể là mua ít dendro. Miễn là sao là mua được 5 cây như bên mình là sẽ được miễn tiền ship. Còn các bạn mà mua 1 cây, 2 cây, 3 cây, 4 cây thì là phí ship là 40.000. Mặt bông đẹp. Gam màu là gam màu nóng. 80% là màu đỏ, 20% là màu cam. Rất đẹp. Và đặc biệt là hương thơm. Đai châu hay thường gọi là nghinh xuân ấy, thì các em chỉ một năm ra bông đúng một lần vào dịp Tết mà thôi. Nhưng mà không, cái cây này thì em ra bông quanh năm suốt tháng. Tất cả những em này thì đã đến tuổi trưởng thành và các em sẵn sàng ra bông. Bởi vì cây cũng được khoảng được 6 đến 7 cặp lá. Cây cho đến 6 đến 7 cặp lá rất là chắc chắn. Được trồng trong chậu là giá thể bằng than. Rất là chắc chắn. Và sang chậu thì cũng rất là dễ dàng, cho thêm vài miếng than thế là xong. Các bạn cho chậu đất lung, bởi vì chậu đất lung là chậu giữ ẩm tốt hơn so với chậu mủ. Nên mình rất là thích trồng những chậu đất lung như này. Trong lô này thì Sóc Cò lựa ra đúng duy nhất có một cây là đang ra ngồng. Là cái cây này, là đúng một cây đang ra ngồng. Điều này là mình muốn chia sẻ cho các bạn là cây này đã đến tuổi trưởng thành. Trong cái lô này là tất cả đã đến tuổi trưởng thành. Các em chỉ cần đợi trực chờ ra bông mà thôi. Còn đâu cây thì mình sẽ gửi cho các bạn là những cây lá như thế này. Và các em sẽ ra bông bất kỳ lúc nào. Ngồng của em ở đây. Dòng này rất là khỏe mạnh, dễ xanh. Cây rất là chắc chắn. 6 đến 7 cặp lá mà. Mặt trời Bangkok hay thường gọi là Bangkok Sunset. Là một dòng đơn thân dễ gió. Hương thơm, dễ trồng. Ra bông quanh năm suốt tháng và đặc biệt là cái màu. Mình thấy cái màu của em này rất đẹp. Đây các bạn thấy này. Màu của em rất đẹp. Màu đỏ ở giữa có chút xíu là màu cam nữa. Rất đẹp. Bạn nào mà chưa có cây mặt trời Bangkok thì liên hệ giúp mình, chúng ta sưu tầm. Vào vườn chúng ta có một vài loại lan thì sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Có một cái màu điểm nhấn của màu đỏ, các bạn thấy này, màu đỏ này. Thấy không?
đằng sau là hồ điệp của mình nhé. Các bạn thấy này, trắng tím hồng vàng chớp, nhưng mà thấy màu này nó nổi bật không? Gam màu đẹp ha, rất đẹp. Phải thừa nhận một cách khách quan là cây mặt trời Bangkok mặt màu rất là đẹp. Chơi bông thì được 15 ngày đổ lại. Và dòng này thì ra bông quanh năm suốt tháng. Hết vòi này thì em lại ra cái ngồng tiếp theo này, mình cắt đi này. Đó. Rất đẹp. Đáng sưu tầm. Chỉ có giá là 150 ngàn thôi. Em này rất là dễ trồng các bạn nhé. Cực kỳ là dễ trồng. Phù hợp với tất cả các bạn. Dòng này không cần phải nhiều nắng. Giống như là Vanda các bạn treo qua một lớp lưới thì không cần nhiều nắng lắm đâu. Ví dụ Dendro nắng thì cần nhiều nắng, nhưng mà cái cây này thì không nhất thiết là phải nhiều nắng. Cây rất là đẹp, thuần. Được trồng tại Việt Nam từ nhỏ ạ. Cây rất là khỏe mạnh. Dễ này các bạn này. Đó. 150 ngàn một chậu Bangkok Sunset. Lá xếp rất đẹp. Cây được 6 đến 7 cặp lá. Đó. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ kênh Shop Quá TV. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Tạm biệt.